quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh The MC Channel. Kim Quân Bin quyên góp tiền bán vé fan meeting cho bệnh nhi ung thư. Sau hơn 2 năm vắng bóng để điều trị ung thư vòm họng, Kim Quân Bin đã dần tái xuất với lịch trình mới. Sắp tới, tài tử tổ chức một buổi fan meeting và dành tiền bán vé để ủng hộ các bệnh nhân ung thư. Thông tin trên được CDHQ, công ty chủ quản lý của nam diễn viên, người mẫu sinh năm 1989, xác nhận vào hôm 29 tháng 11. Thông báo của đơn vị này nêu rõ, Kim Go Bin sẽ quyên góp tất cả số tiền thu được từ buổi fan meeting của cậu ấy vào ngày 8 tháng 12 tới cho các bệnh nhi ung thư. Giống như tiêu đề của cuộc gặp gỡ người hâm mộ là Thank You, Mỹ Nam phim Những Người Thừa Kế sẽ tổ chức sự kiện nói lên nhằm tri ân tất cả các fan trung thành đã luôn sát cánh bên anh trong cuộc chiến chống ung thư kéo dài 2 năm qua. Bên cạnh đó, tài tử 30 tuổi muốn đóng góp một phần khả năng của mình để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn đang phải chống chọi với căn bệnh quái ác này. Hành động của Kim Quân Bin không chỉ được fan nhiệt tình hưởng ứng mà còn nhận được sự tán dương, trân trọng từ truyền thông cũng như công chúng. Trước đó, vào ngày 22 tháng 11 vừa qua, nam diễn viên 30 tuổi lần đầu xuất hiện công khai trước công chúng tại lễ trao giải Rồng Xanh lần thứ 40. Sau thời gian dài chiến đấu với bệnh tật, sức khỏe của Kim Go Bin đã dần hồi phục. Anh cũng lấy lại vóc dáng khỏe khoắn cùng gương mặt hồng hào đầy đặn. Màn tái xuất của sao phim Ông Trùm trước truyền thông, khán giả khiến người hâm mộ của anh không khỏi phấn khích, hạnh phúc, hao 2 năm rưỡi chờ đợi. Bên cạnh fan meeting, Kim Go Bin cũng rục rịch trở lại màn ảnh sau thời gian vắng bóng. Hồi đầu tháng 11, truyền thông Hàn đưa tin nam thần sinh năm 1989 đang cân nhắc tham gia vào một bộ phim điện ảnh do đạo diễn Choi Dong-hoon cầm trịch. Được biết, đây là một bộ phim khoa học viễn tưởng xoay quanh người ngoài hành tinh sống ở Hàn Quốc. Ekip đang trong quá trình tuyển chọn diễn viên cuối cùng cũng như chuẩn bị các khâu kỹ lưỡng trước khi khởi quay vào nửa đầu năm sau và dự kiến công chiếu vào năm 2021. Nếu nhận lời tham gia, Kim Go Bin sẽ hợp tác với dàn sao đình đám là Ryu, Jun Jae-on, Kim Tae-ri, Jo Won-jin, Kim Woo-seong. Sở hữu chiều cao 1m88 cùng gương mặt lạnh lùng, nam tính, Kim Go Bin được biết đến là người mẫu nổi tiếng đồng thời là diễn viên tài năng của làng giải trí xứ Kim Chi. Mỹ Nam 30 tuổi trở thành cái tên quen thuộc với khán giả trẻ nhờ góp mặt vào trong các tác phẩm như School 2013, Cướp Siêu Đẳng, Tuổi 20, Những Người Thừa Kế, Yêu Không Kiểm Soát, Ông Trùm, vân vân. Tháng 5 năm 2017, Kim Won Bin bất ngờ tiết lộ bản thân mắc bệnh ung thư vòm họng, phải tạm dừng mọi hoạt động và tập trung chữa bệnh. Đặc biệt, từng có thời điểm anh chụp đến 10kg vì hóa trị. Trong suốt quá trình chống chọi với bệnh tật, bạn gái của anh là nữ diễn viên Shin Min A luôn ở bên chăm sóc, cổ vũ tinh thần giúp tài tử Kim Go Bin vượt qua được giai đoạn khó khăn.